Sự khác biệt giữa micro có dây và micro không dây. Hiện nay trên thị trường có hai loại micro, để cho các bạn có thể lựa chọn đó là micro có dây và micro không dây. Tuy nhiên để chọn được chiếc micro phù hợp, chất lượng đảm bảo thì không phải ai cũng có thể làm được. Hiểu được tâm lý người tiêu dùng, do đó chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn biết được những sự khác biệt của hai dòng micro này, để các bạn có thể chọn được sản phẩm ưng ý nhất dành cho mình nhé. So sánh điểm khác nhau giữa micro có dây và micro không dây. Micro có dây làm cho tín hiệu âm thanh của giọng hát sau lúc được chuyển thành dạng sóng âm thanh rất nhỏ, rồi thì được chuyển tới ampli karaoke qua đường dây. Chúng ta thường gọi đó là dây micro. Micro không dây có cấu tạo phần thân có trục bảo vệ, củ micro và màng dung cuộn dây đồng nhất. Nhưng mà để thay do chuyển bằng dây thì nó chuyển bằng sóng cao tần. Khi đó trên thân micro không dây sẽ có một bộ phận phát tín hiệu đều lên diện tích trong một bán kính tầm từ 100m đến 200m. Và ampli karaoke lúc này cũng sẽ nhận tín hiệu âm thanh đã phát ra. Vậy có câu hỏi thắc mắc, khi nào dùng micro không dây? Chúng ta nên sử dụng micro không dây trong môi trường giữa người hát và ampli không phải cách xa nhau từ trên 20m trở lên. Nếu trường hợp dùng quá 20m tín hiệu sóng sẽ suy giảm. Làm sao biết để một chiếc micro hát hay nhất? Micro hát hay nhất sẽ có âm thanh giải âm rộng, chân thật và trong trẻo. Nếu giải âm thanh hẹp khi các bạn điều chỉnh nút trung trầm của micro lên cao, thì tiếng sẽ bị vỡ. Chính vì vậy khi các bạn đi mua micro, dù có dây hay không dây cũng nên hát thử xem hát có hay không nhé. Nhằm phải đảm bảo giọng hát của bạn phải vừa chân thực, vừa hay, dễ hát, âm thanh phải trong trẻo. Với những gợi ý trên đây của chúng tôi, nếu như các bạn vẫn còn băn khoăn trong việc lựa chọn chiếc micro sao cho phù hợp nhất, hãy liên hệ với Thanh Huy Audio để được tư vấn lựa chọn chiếc micro tốt nhất và có giá tốt nhất.